còn một đống máu. Owen vì nàng thấy ra lệnh di tản mọi người lập tức. Sau đó lấy súng ống đạn dự sinh và quái vật. Người đẹp cố chấp không để những người này vào lỗ tay. Owen nói cho Simon biết con vật kia chắc chắn không phải là khủng long. Claire lúc này với cho đàn em cảnh báo cấp độ một ra bên ngoài. Simon khi nghe những lời của Owen nói nhiệt tình đến Henry hỏi lý do. Thì ra nó được tổng hợp một phần ADN của loài ếch, vì vậy nó có thể tự điều hòa nhiệt độ cơ thể. Mà bên này rách chằm chằm nhìn mấy em gái ngọt nước phía đối diện, mặc kệ thằng em có nói gì bên tay mình. Ray chê anh trai nhìn hoài không có ăn được đâu. Câu nói này tặng hắn nước lạnh đỏ đường anh. Hai anh em lên chiếc xe bắt đầu tiến thẳng vào phố. Vừa hay lúc này tin cảnh báo nguy hiểm cũng đến nơi. Khách khác phải bị sơ tán trở về trung tâm. Thank you.